Phiêu lưu cùng Gulliver mùa thứ 3. Những chặng hành trình tuyệt vời, những trải nghiệm đầy thú vị. Tiếp tục chuyến phiêu lưu nơi mây trời thanh thang với những nét văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc tại Sapa. Hai người chơi Hoàng Anh Vũ và Trần Vân đã có một ngày vô cùng đáng nhớ. Một chuyến đi đầy thử thách trên những cung đường khám phá văn hóa và cuộc sống Sapa của anh Vũ, hay sự chào đón với những đặc quyền đầy xa hoa dành cho Trần Vân. Dù là sắc thái nào cũng hứa hẹn mang tới những điều bất ngờ và những tiếng cười trên suốt chặng hành trình. Đón xem phiêu lưu cùng Gulliver mùa thứ 3 vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 12 trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút và 21 giờ 45 phút ngày Chủ nhật 27 tháng 12 trên VTC1 và VTC9. Mời quý vị và các bạn đón xem.